Chào các con, cô Diễm rất vui được gặp lại các con trong bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học thêm hai từ vựng mới các con nhé. Đầu tiên đó là từ màu xanh lá, chúng ta đọc là green, green, green. Chúng ta cùng đọc nào, green, green. Từ vựng thứ hai của chúng ta là từ màu tím, chúng ta cùng đọc nào, purple, purple, purple là màu tím các con nhé. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại hai từ vựng chúng ta vừa học nào. Green, purple, green, purple, green, purple. Các con ơi, ở đây cô Diễm có một chiếc hộp nhỏ nhỏ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mở ra xem bên trong có những gì nhé. Bên trong có những món đồ bằng giấy màu xanh lá và màu tím. Vậy bây giờ chúng ta sẽ lấy từng món đồ lên và đọc tên màu sắc của nó lên các con nhé. Green, green, purple, 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 green, purple, green, green, purple, green, purple, green, 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 purple, 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 green, 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 purple, purple, green, 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 purple, green. Chúng ta được bấy nhiêu đây các con? Các con đã nhớ được hai màu sắc green và purple chưa? Cô Diễm hy vọng các con đã nhớ được cách nói của hai từ vựng green và purple. Bây giờ chúng ta cùng xem cách đánh vần của những từ vựng này nhé. Purple, P-U-R-P-L-E, P-U-R-P-L-E, purple. Chúng ta cùng học cách đánh vần của từ vựng green các con nhé. G-R-E-E-N, G-R-E-E-N, green. Purple, green, purple, green. Các con ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Về phần tài liệu, cô Diễm đã tải và để trong phần mô tả ở dưới video này, các con hãy nhờ ba mẹ của mình in ra để cho các con có thể luyện viết nhé. Cô Diễm cảm ơn các con đã quan tâm theo dõi bài học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong bài học lần sau. Chào tạm biệt các con.